Hai sợ bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với tựa game là Plan vs Zombie bản siêu khó nha. Bản siêu khó và mà đây là hổm là mình chết thêm tới 2.9 rồi. Mình để 2.10 qua cái clip này tại bạn biết sao? Tại thường là mấy cái màn 10 là mấy cái màn chốt và nó khó vãi đái. Khó vãi đái. Để mình cho bạn xem cái màn 10 này nó khó như thế nào. Cái này mới là 2.10 thôi nha bạn. 2.10 thôi đó. Cảnh quên màn 2 cảnh 10 thôi đó nha. Mà nó khó kinh khủng khiếp luôn. Đây mình sẽ cho bạn xem. Đương nhiên là phải xây mấy cái bông này lên trước rồi, xây vô mấy cái này để mình tận dụng cái lợi thế là nó sẽ hồi lại 50 50 cái mặt trời, 50 cái mặt trời để mình có thể mình xây những cái súng lên sớm nhất. Đó, quái ra rất nhanh nha, mà ra lần thứ hai đã là ra ba con nha bạn. Ba đường nha. Ba đường mà tính luôn cái con đầu tiên là bốn đường luôn, bạn phải mình phải xây 4 cái cây 200 này là 800 cái mặt trời nha. Nói chung đó là một cái nhiệm vụ rất là thử thách, rất là thử thách, cho nên mình phải cẩn thận giai đoạn đầu này. Bất kể cái nào cũng phải cẩn thận, tại màn này là chỉ một chút sơ suất thôi, một chút sơ suất thôi là bạn sẽ không thể nào mà bạn chuộc lỗi được nữa. Nó khó là khó tới cái mức vậy đó bạn. Đó mình quyết định xây cái boomerang lên sớm, tại vì quái dáng này là quái rất là đông và nó có ông già cầm mặt nạ nữa, ông già cầm cái đầu lâu xanh á, cái thằng đó thì rất là nguy hiểm nếu mà nó để cho nó đánh từ hàng sau nha, nó đánh từ xa, cho nên là mình phải giết nó bằng boomerang trước, chứ còn không là khó lắm. Khó lắm, hàng thứ tư bây giờ cũng đang bị áp sát nè, nhưng mà không sao, mình sẽ xây cây băng lên đây để mình đép, tại vì mình phải xây boomerang lên, tại vì hàng giữa chút xíu nữa là nó sẽ là rất là quan trọng, ảnh hưởng tới việc sống còn của mình luôn, hàng giữa nha bạn, rất là nguy hiểm. Bây giờ hàng trên đang trống nè, xây một cái cây hàng trên nè, thấy chưa? Đó, bắt đầu những cái cây mặt trời nó sẽ cung cấp cho mình một cái lượng mặt trời đủ nè, hoặc mà mặt trời đủ nhưng mà ăn mất cây nào thì mình xây lại cây đó thôi bạn, ăn mất cây nào thì mình xây lại cây đó thôi. Chứ bây giờ mà không có cái gì đẹp hết, muốn giữ chân được mấy con này thì phải sử dụng những cái hoa hướng dương, mà tại vì mình cũng cần một cái lượng hoa hướng dương rất là lớn giai đoạn đầu để cung cấp mặt trời cho mình đó, cho nên là mình xây đằng trước đằng sau á thì nó sẽ đôn mấy cái cây hoa lên đằng trước thì nó sẽ rất là dễ bị mấy con zombie nó ăn, cho nên mình quyết định là mình thí thí chốt bắt xe, thí chốt bắt xe đó, mình quyết định là mình xây hoa mặt trời lên trên đó. Cô lúc đầu cũng khá là ổn, mình mất một số hoa mặt trời nhỏ và mình đã xây một cái lượng ốc chó lên thì cũng được ba hàng rồi. Thì ba hàng này thì nói chung là nó trong cái tâm thế là ổn định, trong cái tâm thế là ổn định, không phải quá khó khăn, nhưng mà vẫn còn phải tiếp tục là mình phải tiếp. Chết rồi, trời ơi, mình định xây ở dưới là một cái boomerang rồi đó, một sai lầm của mình, một sai lầm của mình rồi bạn. Mà mình định xây ở dưới đây là một cái boomerang nha, lại bây giờ nó thành cây hoa sao hoa băng rồi. Như vậy thì chút xíu hàng dưới đây quái nó sẽ sồ lên rất là mạnh. Mà sợ nhất là sẽ có ông già cầm mặt cầm đầu lâu, ông già cầm đầu lâu nó sẽ hủy diệt mình luôn á, nó kiểu cũng như là hủy diệt mình nè. Đó, bắt đầu bây giờ quái nó sồ lên rất là mạnh mà, thấy không, hàng dưới nè. Tại vì sao? Tại vì mình thiếu cây hoa boomerang. Cho nên bây giờ mình quyết định là mình phải xóa một cái thứ gì đó đi để mình có thể xây cây boomerang lên ở cái hàng cuối cùng của mình bên dưới đây, tại vì rất là khó khăn cho mình, tại vì không có con nào đép, mà bạn thấy ông già ông cầm đầu lâu nó đã xuất hiện rồi kìa. Bây giờ mà khó thiệt, sồ lên như vậy mình xây boomerang sớm cũng không được lắm, mà hàng trên mình cũng đã đang lo cho hàng trên, là tại vì hàng có một con to rồi, con to là nó xuất hiện rất là sớm của cái game này. Cho nên là đồ chết rồi, hàng dưới này cũng không được mà hàng trên cũng không xong, nên mà chết tôi đi chứ. Từ 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 bạn bình tĩnh, mình phải gồng tiền, mình phải gồng tiền, tại vì cái game này cái dáng là rất là dài và nó ra khoảng chừng 6 con to lận, 6 con to, cho nên mình phải cố gắng là mình giữ tiền. Boomerang sang giờ, giờ ở đây rất dễ chết, rất dễ chết, hy vọng là nó giết được ông già sớm, ông già đầu lâu sớm. Ok, giết được ông già đầu lâu rồi, bây giờ mình sẽ dồn sức để mình đép hàng trên. Mấy cái hàng trên khó quá, cái hàng trên khó quá. Cái hàng trên quá khó luôn. Rồi chết được một con đầu lâu to rồi, quên một con zombie khổng lồ rồi, mình mừng quá, mình mừng quá. Ok, bây giờ là cố gắng phải đép ở cái con này. Cái con này mình đã xây một cây lửa lên để cố gắng là gây đam nó nhiều nhất có thể. Thấy không? Mình cuối cùng mình có diệt được hai con đầu tiên. Hai con đầu tiên này chỉ là mới là kiểu như là sao? Gọi là cái làn sóng đầu của cơn bão thôi. Một cái đợt gió nhẹ trước cơn bão thôi bạn. Đây mà sắp tới mới là cơn bão lớn nè.
À, mặc dù là cũng hơi khó khăn khi quái nó sồ lên rất là mạnh, nhưng mà mình vẫn còn đép được, mình giữ nó xa những cái cây của mình rất là nhiều. Ok, quái đang sồ lên mạnh lắm, hàng trên này xong rồi, hàng trên này không đép nổi rồi, hàng trên này vỡ trận. Không biết tại sao nhưng mà có vẻ như hàng trên quái sồ vô rất là mạnh, bây giờ mình không còn đép được nữa, mình bỏ luôn nha, mình bỏ luôn, mình dồn sức mình đép hai hàng dưới. À, hàng dưới đây hai con to, nãy hai con, bây giờ hai con là bốn con rồi nha bạn, bốn con á, một hiệp một nha, bốn con rồi đó. Hàng trên mình sẽ đẩy cái máy cắt cỏ làm nhiệm vụ. Ok đó, bạn thấy không, máy cắt cỏ làm nhiệm vụ. Bây giờ mình sẽ xây ở trên thêm thêm hoa, với lại tại vì hàng trên bây giờ nó sẽ là an toàn rồi, an toàn nhất rồi. Ok, ở dưới đây thì mình đang phải cố gắng là xây hoa hướng dương vô để cho cái con to này nó đập. À, bạn thấy, cho con to này đập rất là nguy hiểm ở đây. Chết rồi, không ổn rồi, hàng dưới này cũng có vẻ sắp đi rồi, hàng dưới này cũng có vẻ sắp đi rồi. Hai con nó còn hết kìa bạn ơi, hai con nó còn, những cái con đằng ở trên nó chuẩn bị ném mấy cái con nó ra hết rồi, khả năng cao là dễ đi lắm bạn ơi. Rồi thôi xong rồi, chịu 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 chịu, cái này thua rồi, hai hàng dưới này mất rồi bạn ơi, hai hàng dưới này mất rồi, mình không còn hoa hướng dương nữa, chết thiệt luôn, mình xây hoa hướng dương không còn kịp nữa, xoay lên là nó bị nó ăn mất hết bạn ơi, cho nên mình bỏ hàng dưới luôn. Cái hàng đây, cái hàng thứ ba này không biết là đép nổi, hàng thứ tư không biết là đép nổi hay không đây, hy vọng là, nhưng mà hàng chót là chết rồi, hàng chót là chết rồi, coi như bỏ rồi bạn. Coi như bỏ rồi. Ôi, ấy, được 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 nha, chết được con to rồi, chết được con to, mình sẽ cố gắng mình đép giữ lại cái hàng thứ tư này, giữ lại cái hàng thứ tư này để cố gắng. Còn hàng trên không, hai con nữa bạn nào, hai con to nữa, bạn thấy ghê chưa? Rồi hàng thứ ba này cũng không chịu nổi rồi, ba con chuồn chuồn luôn, ở trong đó ba con chuồn chuồn luôn nha bạn. Mình sẽ cố gắng đép hàng trên, những cái hàng ở dưới đây thì mình có thể bỏ được. Trời ơi, thêm một con nữa, wow, thú vị thật sự. À, hàng này mình vẫn phải bỏ, nhưng mà hàng trên cùng mình phải đép được nha, hàng trên cùng mình phải đép được mới được nha bạn, hàng trên cùng, tại vì hết mấy cắt cỏ rồi, hết mấy cắt cỏ rồi, không còn cơ hội nữa đâu. Ok, hàng này mình bỏ mình vẫn sống được nè, hàng này mình bỏ mình vẫn sống được, hàng này mình bỏ mình vẫn sống được. Ok, rồi mình sẽ cố gắng mình đép với hàng dưới nữa, hàng trên là an toàn đúng không, hàng trên là an toàn, mình sẽ cố gắng xây hoa hướng dương lên để có thêm hoa để đép hàng dưới. Wow, kêu là đúng là kiểu như thí chốt luôn á, mấy hàng nào mà đép không nổi là mình bỏ luôn, mình đép mấy cái hàng kia. Cuối cùng cũng còn một cái máy cắt cỏ, không sao hết, nhưng mà quái dưới đây đang rất nhiều, quái dưới đây đang rất nhiều. Cái lều của nó đó, cái ba lô mà có con mà lùng lùng đeo các bạn, cái ba lô con ở đó nó sẽ đẻ ra liên tục các bạn, nó đẻ ra liên tục, khốn nạn ghê chưa. Khốn nạn ghê chưa, nhưng mà không sao, bây giờ còn một hàng thì không thể nào chạy được mình, tại lúc nãy biết sao, tại vì quá nhiều lính nó sồ lên cho nên là mình kiểm soát không có kịp, nhưng bây giờ thì nó dễ rồi, bây giờ thì nó dễ rồi. Trời ơi, cái hiệp 10 mẹ mới 20 mà không biết tới 30 nó sẽ kinh khủng tới nào nữa, kinh khủng tới mức mà không biết, mình không tưởng tượng được luôn á, mình không ngờ luôn, có cái màn mà mới tới 20 thôi. Cái này cùng lắm tại mình làm video bạn coi nó lâu vậy thôi, chứ cái này mà kiểu như bạn chơi kịch á, không được 2 tiếng hoặc là 3 tiếng là bạn đã tới cái màn này rồi. À, tới cái màn này rồi, dù bạn có chơi đi chơi lại nhiều đi nữa thì cũng cỡ đó thôi, ở cỡ đó thôi, chắc khoảng 3 tiếng là bạn đi tới 20 rồi. Chơi game 3 tiếng xong rồi xóa game luôn hả, không cho chơi nữa luôn, mà khó tới mức vậy, nhiều người nản lắm luôn á, nhưng mình lại không, mình thì kiểu như thuộc dạng thích hành xác. À, thuộc dạng thích hành xác cho nên là cứ chơi thoải mái, không sao cả, mà đã vậy còn chơi trên điện thoại nữa, kinh khủng. À, bắt đầu vô cái này là cái hầm chuyển nha bạn. Sau khi bạn đánh hiệp 10 á, thì thường nó sẽ đưa cho bạn qua những cái hầm nó rất là khó hơn, không phải là khó mà là hầm đặc biệt, hầm super á, để làm gì, để cho mình, nó sẽ cho mình những cái món quà giống như là bạn đép rồi bạn đi được tới đây là bạn sẽ được quà vậy đó. À, kiểu giống như vậy. À, cái màn này là cái màn hướng dẫn cho cái cảnh mới thôi đúng không, cái màn này màn hướng dẫn cho cảnh mới thôi. Cái cảnh mới là bạn sẽ mà ban đêm, à cái ban đêm khu nghĩa địa, khu nghĩa địa thì nó lại, khu nghĩa địa thì nó lại có cái không, có cái khó khăn là sao, là nó không có mặt trời. Nó không có mặt trời rơi xuống nha, bạn chỉ được trồng hướng dương hoặc là nấm 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 sáng thôi,
À, cái nấm sáng thôi, nấm vàng đó, cái nấm vàng đó, cái nấm tím này là nó cho sẵn, cái này nó không đồng. Không đồng là bạn không có tốn mặt trời để bạn nuôi nó. Bạn chỉ cần có thời gian là bạn xây thôi. Nó hết thời gian là bạn xây, hết thời gian là bạn xây ra thôi. Nhưng mà nó đam nó không có cao, với lại phòng thủ nó cũng si đa lắm. Cho nên là khả năng mà chết của nó cũng rất là cao. Cho nên là mà cái cây nấm không đồng này nó sẽ mất theo một thời gian nha bạn. Ô, cái này là cảnh 31 luôn hả? À, là chuyển qua cảnh 31 luôn. Ok. Được luôn, mình đâu có ngại bạn. Thoải mái đi. Mặt trời. Cảnh này là phải dựa hết vô mặt trời nha bạn. Phải dựa hết vô hoa hướng dương bạn mới xây đồ được. Chứ còn không là bạn không có xây đồ được đâu. À, tất cả mọi thứ là phải nhờ vô mấy cái nấm nấm tím này hết. Nhưng mà mình hồi trước mình chơi trên bản PC á, thì mình rất thích cái màn màu ban đêm này. À, kiểu như mà được free mà mấy mốt còn có mấy cái nấm mà nó rẻ mà nó xịt bong bóng rồi. Mình thích cái nấm đó lắm, bự, cái nấm bự xịt bong bóng nhìn tiếu vãi. Nhưng mà mình chỉ chờ, bạn biết sao, mình chỉ chờ tới một cái màn mà nó cho mình cái con mà ăn bia, mà cái ăn bia này nè, mình sẽ xây cái con nó lên, nó sẽ ăn mất mấy cái cục là trắng đường này đi, nó sẽ dễ hơn cho mình, mày không, nó sẽ dễ hơn rất là nhiều cho mình. À, chứ không phải như bây giờ, bây giờ bạn phải bắn từng cái như vậy thôi nó khó vãi đái chưa. Nó bắn từng cái đúng khó luôn á, trời, chưa gì hết đang ở trên đây sồ lên chết rồi, bắn mất cái đầu đi. Ok, rớt cái đầu. Ôi. Cái này có nên xây hai hàng hướng dương không ta? Hay là mình xây súng? Hai hàng hướng dương nghe cũng cũng được, hai hàng hướng dương cũng được đó, nhưng mà mấy biết sao? Hai hàng hướng dương thì nó vướng vô cái tình trạng là nó sao nó bị sồn, như nó bị đẩy mấy cái cây nấm của mình lên trên cao quá, thì cái thời gian mà cái cây nấm của mình bắn được đó, thì nó thấp hơn, cho nên là thôi mình xây một hàng hướng dương thôi. Cùng lắm là tích tiền nó chậm hơn chút xíu. À, tích tiền nó chậm một chút xíu nhưng mà nó bền. Ăn chắc mặc bền, mà ăn chắc mặc bền. Ok rồi, cái hàng nào mà chưa xây được cây đậu á, thì mình có thể là mình xây mấy cái cây cây nấm nấm không đồng này lên để đép đỡ. Đỡ miếng nào hay miếng đó bạn ơi. Đỡ 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 chút nào hay chút đó, chứ bây giờ nó khó lắm rồi. Bây giờ là kiểu như nghèo đói, mà mặt trời bây giờ nó hiếm lắm, mặt trời bây giờ nó hiếm lắm. Đó, bây giờ có chỉ cần 200 thôi, mình xây cái súng đậu lên. Cái súng đậu là cái súng xịn nha bạn. À, cái súng đậu là cái súng xịn vải đái đó. Bình thường người ta chơi là người ta thường người ta lấy cái súng 100. Nhưng đối với mình cái súng 100 thì cũng đem theo nó tốn slot. Chỉ ở trong đây, trong game này nó chỉ có cho bạn có 6 slot đem đem cây theo thôi. Và bạn kiểu như bạn chọn sai thì nó cũng không hay lắm. Nó không hay lắm. Cho nên mình thường là mình không có đem cây những cái cây đậu 100, mình sẽ đem những cái đậu 200 theo, bắn hai lần cho đam nó cao. Bắn hai lần cho đam nó cao. Chứ còn mà đem cây đậu 100 vừa vừa tốn slot mà vừa nó bị yếu nữa thì nó không phù hợp với lại cái tiêu chí của mình là phải mạnh. Mấy cây bắn nó phải có đam. Bắn có đam, chứ mà bắn không có đam không có đem theo làm gì hết á. Không có đem theo làm gì bạn. Ok, vậy thì dễ, cái màn đầu tiên này màn lừa, màn đầu tiên này chết rồi, tôi xây nhầm cái hoa hướng dương, trời, tốn mà 50 mặt trời nữa, đã khổ gần chết rồi mà đã vậy còn tốn tiền ngu nữa, dở thật sự. Không sao không sao không sao, bình tĩnh, bây giờ thì nó lại đơn giản rồi đó. Bây giờ nó lại đơn giản rồi đó, có cây 200 này đây đép chắc được rồi. Mấy màn đầu này mấy màn lừa thôi, ý là nó dụ bạn chơi á, kiểu như mà dễ lắm chơi đi, dễ lắm chơi đi. Màn thứ 10 mới hành banh xác. Màn thứ 10 mới hành banh xác. Cái lúc đó mới thấy khổ. Lúc đó mới thấy khổ, nó tao không biết tao tại sao tao dây vô cái game này không biết nữa. Lúc đó mới thấy khổ. Chứ còn giờ vui trời ơi, giờ thích lắm, giờ chơi ok liền. Ai dè. Mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Mọi chuyện nó dễ như vậy thì đâu có gì đâu đáng nói đúng không bạn? Mọi chuyện nó đâu có dễ, nó đâu có đơn giản như vậy, nó cực kỳ phức tạp, cực kỳ phức tạp luôn. Và nói thẳng luôn á nha, cái game này mà bạn chơi rồi bạn sẽ thấy cuốn cực kỳ, nó bị dính á, nó bị dính lắm luôn á, mình nói thẳng luôn. Bạn nào mà đã chơi game này rồi thì bạn sẽ thấy nó dính cực luôn. Hôm nay thì cũng có nhiều anh em kêu mình là đưa link tải, mà thật sự á, là cái game này nó cài nó hơi có một chút rắc rối, nó hơi rắc rối một chút xíu, cho nên là mình cũng
chưa có thời gian để hướng dẫn anh em, nhưng mà mình cũng theo nguyện vọng anh em là mình để link tải ở bên dưới nha. Mình để link tải ở bên dưới là anh em nào muốn tải thì cứ bấm vào đó tải, bấm vào đó tải đi. Còn cái mình ở trong đó nó có file hướng dẫn cài đặt luôn. File hướng dẫn cài đặt là mình đưa vào ở trong đó, anh em nào mà muốn xem thì vào đó theo cái hướng dẫn đó mà anh em cài, tại vì cài nó cũng hơi phức tạp chút xíu, tại cái game này là cái bản siêu khó mà cài nó cũng hơi phức tạp chút xíu. Nhưng mà anh em nào mà kiểu như mà rành cái công nghệ rồi này kia chắc là dễ, chứ mình thì hướng dẫn cái này thì cũng dễ thôi, nhưng mà để vài bữa nha, dạo này mình bận quá, là trời thì còn dạo này mưa đi làm vậy cái mình hơi bị đuối chút xíu, cho nên bây giờ tiếp tục. Cái màn đầu nó hơi hơi dễ, màn đầu nó hơi dễ, hay là màn đầu lừa, màn đầu lừa thôi, nhưng mà không, màn đầu lừa thôi, nhưng mà sắp tới màn giữa giữa nó bắt đầu bán hành. Cái chó gì nữa vậy, sao tao mới đi bên bàn kia 3-1 cái qua tới đây nữa rồi. Gì ta, trời ơi, nữa bán hành tao nữa hả? Thôi là đừng như vậy, đừng như vậy nào. What the fuck, S4. Cái cảnh S4 nha. Được được được, cái cảnh S4, à cái cảnh là hầm Super 4. Ok, được được được. Rồi, nhẹ nhàng thêm chút đỉnh nào, bắn nè. Hả? Cái con này, cái con này không đúng rồi, cái con cầm sẻng này là nó à, cái con cầm sẻng này là bắn đằng trước không có được, phải bắn trên cao xuống anh em, mà cầm sẻng vậy nó bảo vệ cái đầu của nó đó, là nó không nhận đam. Ok, chơi lại, cái này lỗi rồi, cái này chọn chọn là fail rồi. Nó xúc như vậy không thì chết rồi, không fail rồi bạn ơi, cái này fail rồi. Chưa hết vô thua mẹ mày luôn. Không hiểu được luôn. Ok, để chơi lại, chơi lại. Ok, tiếp tục. Trời ơi, mình nghĩ là cái màn này chắc là cái màn super này, thường là mấy cái cảnh super này không phải là cảnh thường các bạn. Chắc chắn như vậy luôn, không phải là cảnh thường. Rõ ràng như vậy. Mình đây là những cái gọi là cái lựa chọn tối ưu nhất của mình là bây giờ là đó, để thử mình chơi cỡ nào nha. Tại vì cái con mà cầm cái sẻng đó mình phải sử dụng những cái cây mà đánh ở trên không, đánh trên không hoặc là đánh sau lưng nó đánh tới, đánh sau lưng nó đánh tới, chứ mà bạn kiểu như mà bạn sử dụng những cái cây đánh trước mặt đó, nó lấy cái sẻng nó che lại hết là không có xài được. Ok, bình tĩnh bình tĩnh, đâu còn có đó, mình sẽ làm hướng dẫn. Mình đây đó, thấy không, dồn luôn. Lúc đầu ở đây nè, chưa gì hết nó đã ra một con cầm sẻng rồi nha, rồi thêm một con cái cà đổi cái xô nữa, cho nên ở đằng cái ở trên đó đó đa phần á, là những cái là bây đầu giống như là thử thách ban đầu các bạn, cho nên là đầu xuôi đuôi mới lọt được, cho nên mình sử dụng hai cái con luôn, hai con này ở trong một một hàng luôn, để cố gắng nào đó cây con cầm sẻng chết rồi, cái con cầm sẻng chết rồi, hai con đó thì bị tua lại rất mạnh nha bạn. Ok, nói chung có mấy cái gôn cái mấy cái địa điểm ở dưới cái map này á, thì nó có mấy cái ô màu vàng ở dưới đó, thì nó sẽ tăng cho mình một cái lượng hoa mặt trời cũng khá là to đó. Mình sẽ xây một cây dép ở trên đây, dép hàng đó được rồi lo mới lo mấy cái hàng khác rồi bạn ơi. Kiểu mà không thể nào bạn lo tất cả mọi hàng cùng một lúc được hết, hàng nào ra hàng đó, dép hàng này xong rồi tới hàng khác. Ok, dép hàng này xong rồi tới hàng khác. Trời ơi, cái thằng già ở trên nó giết hết hoa hướng dương của mình luôn. Thằng chó này, bớt đi. Ok, mày nè, dư tiền là tôi cho mày trái bơm liền. Chết cụ mày chưa. Bơm cherry nha bạn, bơm cherry nha. Bơm cherry cũng là mình hôm nay mình ít xài bơm cherry là tại sao? Tại vì nó mất khá nhiều tiền, 150 tiền chỉ được nổ 3x3 là 9 ô thôi. 9 ô nhưng mà nó hồi lại nó rất là lâu. Tiền thì mình không nói đi, quên mặt trời thì mình không nói đi, mình có thể kiếm được, nhưng mà thời gian hồi của nó quá chậm, nó chậm hơn bản chính rất là nhiều. Bản này là bản siêu khó, cho nên là mình nghĩ là nó sẽ lâu hơn bản chính rất là nhiều luôn đó. Xây cái bông lên, đẩy ngược nó về nè, mà đẩy ngược nó về, đấm 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 đấm
đấm chết cụ mày nè. Ô, hàng dưới, chó ơi. Hàng dưới chết cái cây boomerang rồi. Thôi xong. Xong luôn hả ta? À để từ từ để hồi lại bơm cherry, hồi lại bơm cherry, cứu được hàng dưới nha. Cái này không có máy cắt cỏ nha bạn. Cái này không có máy cắt cỏ nha. Chết là chết luôn nha. Chết là chết luôn nha, nhưng không. Có cây bơm cherry. Đời thì chơi tao hả? Này thì đòi chơi tao hả? Cút. Không, nói chung là cây bắp là cũng là một một cái dạng cây mà mình rất là thích, tại vì nó có thể ra cái phần trăm tool. À, ra cái phần trăm tool mà bạn biết rồi đó, game nào cũng vậy, khống chế ra quan trọng vãi đái. À, khống chế quan trọng lắm, cho nên cái phần trăm tool này là mình phải để ý nè, tại vì cực kỳ mạnh luôn nha bạn. À, nhưng mà bây giờ mình hết hoa hướng dương con mẹ nó luôn rồi, không xây kịp hoa hướng dương nữa luôn, nó sồ lên mạnh tới mức mà mình không xây kịp hoa hướng dương luôn. Chết rồi, căng thẳng đấy. Cái màn này là hên là cái màn mà buổi sáng nha bạn, cho nên là nó còn có mặt trời rớt xuống nha, mình còn tận dụng cái đó mình xây lại hoa hướng dương được. Chứ còn mà kiểu giống như mà cái màn buổi tối mà là hồi nãy á, giống như màn tối đó, mình không có mặt trời rồi nó chết hoa hướng dương kiểu này, rồi mình lấy cái gì mình xây ta? Trời ơi, bớt khó đi em, game khó dữ vậy ai chơi? Mà game khó dữ vậy ai chơi mày? Ôi, ba con to luôn. Đã vậy rồi con có hàng giữa kìa bạn ơi, cái hàng giữa kìa, nó cho hai ông già cùng lúc luôn. Thế thì bố mày chịu. À, thế thì bố mày chịu. Ra ông già cũng ít ít thôi, vừa sức người ta chơi. Mày cho anh vậy thì ai chơi? Trời, con nó sồ luôn kìa. Bạn thấy không? Bây giờ là đâu phải là ba con nữa, là bốn con to rồi. Bốn con nha. À, chết một con còn ba con nè. À, chết một con còn ba con nè. Thử coi mình chơi không, kiểu như mà là nãy giờ mình cũng gọi là cố gắng hết sức rồi mà chưa còn một đợt hút quay nữa, một cái đợt gọi là nó đỉnh nữa. Trời, ở đây ra thêm hai con nữa. Oh fuck, oh fuck it, no, bảo không lồ à, điên à. Trời, bạn coi kìa. Ôi cái gì vậy, thôi đừng à, đừng như vậy nào, khó khăn lắm mới thua rồi. Mình hết mặt trời rồi, chịu rồi bạn ơi. Bó tay mình không biết nói kiểu gì luôn á bạn coi nè. Dày rồi sao đẹp đây. Bây giờ thì ba con to này nó không giết được mình đi. Thí dụ như không giết được mình nè. Đây đây giờ này nè, bèo nhèo nó cũng phải ra thêm hai con nữa. The Who Way mà. À, ở lại à, không có à. À, không có con to nào hết. À, không có to nào hết, để cố gắng thôi, để cố gắng rồi. Bây giờ hết mặt trời rồi, bơm cherry mình cũng không có nữa. Thua. Đoàn quân này nó sồ lên như vậy thì ai chơi lại mày? Ôi, nó sồ lên bạn thấy sợ chưa? Trời ơi, đông như quân Mông luôn. Đông như quân Mông luôn. Thôi. Đó, có nhiều ông kêu á, thua là diễn á, chứ dễ như vậy thì ai thua được. Đó, thử đi, diễn thử giùm mình coi, bạn diễn mà khỏi cần diễn thua, bạn diễn bạn thắng giùm mình đi, chứ bạn đừng diễn thua, hó, thấy chua, dễ lắm. Ok, không sao, thua là làm lại bình thường. Vẫn ok như vậy mà mình phải cố gắng là kiểu như là làm cho nó tốt hơn chút xíu nữa. Làm cho nó tốt hơn, mình đang làm rất tốt. Nhưng mà cô chỉ có cái là quái nó quá mạnh thôi. À, quái nó quá mạnh thôi, mình cố gắng là mình à, cố gắng diễn thêm chút xíu nữa. Coi có màn nào mà nó dễ hơn cái màn này nữa không, chứ cái màn này nó khó quá luôn á. Mình không ngờ khó dữ vậy ta. Mà khó như vậy rồi ai chơi mà hay, khó lắm luôn á. Cảm giác giống như mấy cái hầm S này là thường là cái hầm cho đồ. Là bình thường người ta rất thích người ta đi cái hầm S này đúng không? Nhưng không. Cái hầm S là cái hầm hành xác. Chị biết nó có cho đồ được không? Nó có cho đồ có xài được không? Mà nó bắt mình hành xác cái mức này luôn đó. Đó bạn coi đó. Ồ đó đúng hành xác chưa? Khác gì hành xác đâu. Trời ơi, rớt xuống. Ok. Rồi ok. Trời chết rồi, hụt cái con đó rồi. Thấy mẹ rồi.
Hãy về, đúng rồi em. Bây giờ mình phải chăm, mình xài mấy cái cây này lên, cái cây này hơn, tại vì giờ nó cũng khó khăn, giai đoạn cũng khó khăn, cho mình quyết định là mình sẽ đẩy nó về càng sâu càng tốt, rồi mình để cho boomerang nó giải quyết vấn đề, boomerang nó giải quyết vấn đề đó. Thằng già kia nó cũng ăn hết cây hướng dương của mình, chó thật sự luôn á. Bớt giùm đi em ơi, bớt giùm đi. Trời đó, còn lại ăn thêm cây nữa hả? Hướng dương mà, hướng dương tao trồng cực khổ, hướng dương tao trồng cực khổ chứ không phải cái đồ cho mày ăn, mày đốt nha. Rớt cái tai nè, cái rớt cái đầu nè, rớt cái đầu em ơi, rớt cái đầu. Ok, rớt cái đầu ông già rồi. Ở hàng dưới nó mới quan trọng nè. Bây giờ hàng dưới cùng là hàng có ông già, mà đây, mấy ông già này thì bạn đương nhiên rồi, nguy hiểm lắm. Nguy hiểm hả mày? Tưởng là mày thấy mày có cái đội xô rồi mày ngon hả? Cho nổ bom chết cụ mày liền. Bây giờ tất cả mọi hàng đều có boomerang rồi. À không, còn một hàng chưa có. Một hàng chưa có, tại mình chờ hồi thôi là mình đủ rồi. Chờ hồi thôi là mình đủ rồi. Bắt đầu tất cả mọi hàng có boomerang rồi, nó giúp cho mình dễ thở hơn. Giúp cho mình dễ thở hơn rồi, bắt đầu mình sẽ sử dụng những cái cây đẩy này. Cây đẩy này về để cố gắng là đẩy nó về hết sức có thể. Đẩy nó về hết sức có thể. Đó, thêm những cái cây đấm đấm bốc sinh này nữa thì cái cây này mình kêu bằng cái củ su hào, nhưng mà nhiều bạn nói cái cây này không phải củ su hào, giống cái cây cải 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 thảo hơn. Thôi cây kêu nó cây cải thảo vậy. Cây mẹ kêu gì không được bạn, kêu gì không được, chủ yếu là mình chơi mình bạn bạn hiểu thôi. Nhưng mà mình nhớ lại rồi, củ su hào á, nó còn có một cái cây nữa, cái con nữa là nó sẽ đè đó, nó đè zombie đó bạn. Bạn nhớ, bạn nào mà bạn chơi rồi thì bạn sẽ nhớ cái củ su hào đó. Cho nên là ok, kêu bằng cái này, bằng cái cây thạc cải thảo đi. Nó vậy nó sẽ dễ hơn, nó dễ phân biệt hơn. Ngày mốt nó ra nhiều còn nhiều cây còn bá đạo nữa mà. Cho nên là bây giờ mình cố gắng là mình nè. Rồi cái hàng này, cái hàng thứ tư này rất là nguy hiểm nè. Cho nên mình quyết định mình xây một cây đấm bốc lên. Đấm chết cụ mày đi. Này thì chơi hả? Cho nổ bơm liền, cho nổ bơm liền. Hồi nãy là tao là chỉ là xương xương thôi, thấy mày có vẻ như mà đây thì đập này hay lắm, nãy như vậy đẹp lắm nha, nãy như vậy mình chịu lắm luôn. Tại sao? Tại nãy như vậy nó sẽ làm chậm nữa, chứ nó không phải là chỉ nãy không nha bạn, nãy mà nó còn làm chậm nữa. Nó làm chậm nữa, nãy về sau là nó còn làm chậm rất là nhiều nữa. Bây giờ tất cả mọi thứ bây giờ đó, bắt đầu cái dáng này có vẻ như là tốt rồi nè, cái dáng này là mình có vẻ như là mình đang kiểm soát rất là tốt trận đấu nè. Thấy chưa? Bây giờ mình sẽ dời hoa hướng dương lên trên và xây tất cả ở dưới đây á, thì thêm những cái cây boomerang nữa để cho những cái ông già mà cầm mấy cái đầu lâu này nó không kiểu kiểu giống như mà nó lộng hành được, bạn hiểu không? Để mà cho nó lộng hành là không được. Ông già mà này ông gồng mình phải cho nó chết luôn, gồng là cho nó chết luôn chứ không có cho nó lộng hành được. Ba bốn con cái gì đây, tưng về đi em, đừng sồ lên đây nhiều như vậy. Đó, bắt đầu mình xây thêm nhiều cái đấm bốc lên, xong rồi mình sẽ xây hướng dương tăng lên, rồi gọi là chiếm đất bạn, chiếm đất thêm được miếng nào hay miếng đó. Đó, bắt đầu mỗi hàng đều có hai cây boomerang rồi. Bây giờ có tiền thì mình sẽ xài bơm, mình giết tụi nó luôn để tránh cái trường hợp là sao? Nó sồ lên quá đông, mình sẽ không thể nào giết hết được đúng không? Bây giờ mình sẽ xài những cái bơm cherry. Bơm cherry mình rất thích bơm cherry nha, nhưng mà có cái là ở trong cái bản game này nó hồi quá chậm. Nó hồi quá chậm cho nên là mình có vẻ như là mình không có thích bằng ở trên PC. Ở trên PC thì mấy cái bản game nó sẽ hồi rất là khá là không phải là khanh, không phải là nhanh, nhưng mà nó nhanh hơn cái bản này. Nó nhanh hơn cái bản này rất nhiều. Cho nên là mình cảm giác như là dễ chơi hơn. Còn bên đây thì nó khó mà. Đã nói rồi, cái bản game siêu khó mà nè. Khó thì đương nhiên là nó phải khó rồi. Đó, bắt đầu thấy giờ thấy ổn liền. Ổn liền, giết được ba con bự này nữa thì đâu còn ai cản được mình bạn. Giết bằng con ba con bự này rồi đâu có ai cản được mình nữa. Mấy cái đợt cuối mình bạn nhớ được hồi nãy không? Đợt cuối không có quái to nha. Mình phải giết ba con bự này càng sớm càng tốt. Đó, giết ba con bự này càng sớm càng tốt. Hàng trên nó đang sồ vô mạnh. Hàng trên nó đang sồ vô mạnh, mình cố gắng để mình giết nó. Trời ơi, con nó rớt xuống một đàn nữa, thấy không? Ghê chưa? Hên đó nha, là mình có mấy con đấm bốc ở đây chứ không có mấy con đấm bốc ở đây là nó khó mà diệt được mấy con mà đu đu dây kiểu vậy các bạn. Tại mấy con đu dây á cực kỳ trâu. Ô mày chưa, một trái bơm rất khỏe, một trái bơm gọi là ăn tiền. Một trái bơm ăn tiền của mình.
À, quá ăn tiền luôn à, đằng khác luôn. Chua ơi, chết mày chua rồi. Tưởng khó nhưng mà nói chung chơi lại hai ba lần thì cũng cũng dễ à. À, cũng nghiên cứu được à, vậy là cái dáng này là cái dáng khác đúng không, mình sẽ nhìn cái đợt quái à, cái dáng này là không có con này không có con kia đúng không, à cái dáng này là không có con to không có con nhỏ không có ông già, hay là cái đợt này là à, cái đợt này là có con đó có con kia. Trời ơi, một phát là hiểu ra được liền, ngộ ra chân lý liền. Mày nè, tưng về sau rồi thử mày ăn tao nữa đi, mày ăn tao nữa giùm đi. Ok, xuất cái đầu ra rồi. Xong rồi bạn ơi, mọi chuyện nó đã kiểm soát rồi. Đợt zombie này khá là hung hãn à, đợt zombie này khá là hung hãn nhưng mà xin lỗi à, xin lỗi à ha, cho được cái cây cái này, cái này nó sẽ tạo thành cái ô màu vàng ở bên dưới giống như mà mấy cái ô mà nó cho sẵn vậy nè bạn à, nó sẽ cho bạn mặt trời à, ok, bây giờ là tới màn 3.2, hồi nãy là 3.1 đúng không, bây giờ là tới màn 3.2. Màn 3.2 có vẻ như là rất là đông à, màn 3.2 có vẻ như rất là đông à, bây giờ mình sẽ lấy như vậy. Ok, vậy đi, mình có cây sẵn cây nấm rồi, mình có sẵn cây nấm nấm này rồi, cây nấm này là cũng là giống như cây hoa hướng dương vậy đó à, nhưng mà cái nó sẽ ít hơn, nó sẽ phải lớn từ từ bạn đó, nó sẽ cho rất là nhỏ như này. Bây giờ là 15 nha, bây giờ 15 nó sẽ có 3 lần lớn, nó sẽ 3 lần lớn đó, bây giờ là chỉ là 15 thôi nhưng mà nó rất là rẻ, nó có 25 đồng thôi, 25 đồng và cho mỗi lần lại 15 đồng, 15 mặt trời đó, nhưng mà nó sẽ còn to lên nữa cho nên bạn cứ yên tâm, bạn chơi tới cuối game là bạn sẽ được nhiều hoa hướng dương, quên, nhiều mặt trời thôi, cho nên bạn cứ yên tâm nó sẽ to lên à, cứ tin tưởng ở những cái nấm bé nhỏ, nhưng mà khi mà nó đã lớn rồi thì nó lại sức mạnh là vô biên rồi à, sức mạnh là vô biên. Mà giai đoạn đầu là chắc là chỉ là nhờ vào nấm không tiền thôi, chắc chắn là phải nhờ vào nó thôi chứ không có nhờ vào ai được khác đâu bạn ơi. Bây giờ thì những cái cây nấm đà vàng của mình nó chưa lớn á, nó chưa lớn cho nên nó cung cấp cái mặt trời nó hơi thấp, cho nên là không có thể xây những cái cây xịn được à, nó không có thể xây những cây xịn được, có vẻ như là phải xây những cây dởm trước những cái cây dởm trước thôi. Tồi, nó bắn nghe cái tiếng đã ha. À, yên tâm, bây giờ mình tích góp mặt trời thôi. Còn mấy cái dép này thì mấy cái con này lo được. Dép thì mấy con này lo được bạn. Mấy cái cây nấm không tiền này lo được. Đó, to lên rồi đó. Đó, to lên, bây giờ nó sẽ cho là 30 tiền. À, 30 mặt trời, 30 mặt trời. À, to lên sẽ cho 30 mặt trời, còn to nữa, còn một lần to nữa nha. Một lần to nữa hình như là thành 50 thì phải. À, 50 là phải, bạn nên nhớ nè, cây bắp cải của mình đã được nâng cấp nha. À, cây bắp cải này là bắp cải 200 mặt trời nha, bắp cải xịn nha chứ không phải là bắp cải dởm, nổ rất mạnh nha bạn à, bắp cải xịn à, yên tâm, bây giờ là bắp cải là đương nhiên là phải xây rồi, để làm gì, để đánh qua mấy cái bia nó không không có bị sao. Bắp cải bây giờ bắp cải mình bự rồi, quăng qua bia chừng khoảng 4-5 cái là nó chết à. Thấy không, trống chỗ rồi đó. Ok, có nên xây bắp lên không ta, cũng có vẻ cũng có nên xây bắp lên một chút xíu chứ hả. Mấy cái cây này giờ to hết rồi nhưng mà nó vẫn còn to nữa, bạn cứ chờ chờ chút chưa sao hết à. Đây bắp cải này thì quăng vô mấy con zombie này bây giờ thì đau vãi luôn, đau vãi đái luôn, đừng đùa. Rớt cái đầu ra nè, thấy chưa? Mỗi con một hai hit thôi, bắp cải giờ to lắm. Bắp cải này chọi vô đầu mình còn chết chứ đừng nói chọi với mấy cái đầu zombie này. Ôi, mà đã vậy nó còn hiện ra nữa hả? Mấy cái bia nó còn hiện ra nữa hả? Ghê nhờ. Ghê nhờ. Cái đội xô, con đội xô này mà bạn phải cẩn thận với nó nè. Tại vì nó đội xô rồi. Mà bạn kiểu như bạn không đủ đam mà giết nó là nó sồ vô rất là mạnh. À, nó sồ vô rất là mạnh. Cho nên là mình phải cẩn thận với con đội xô này. Chết rồi, con đội xô này căng nhờ. Rớt cái xô không? Không, một cái nữa em, rớt cái xô ra. Rớt cái xô ra, không được. Rớt cái xô ra ngoài, không được luôn. What the fuck? Rớt cái xô ra ngoài, ô không được luôn. Cái xô ra ngoài nè, đó bây giờ thì lại dễ rồi.
Bây giờ nó quay trở lại là cái trạng thái đơn giản. Mày rớt cái đầu ra nè, mày dám chơi tao đúng không? Rồi mày tính xài vô mày ăn tao. Làm gì có em ơi. Làm gì có. Làm gì có chuyện đó à, làm gì có chuyện đó à. Chắc là phải xây bắp lên thôi, xây bắp 100 cho nó rẻ à, xây bắp 100 cho nó rẻ. Đó, tất cả dáng này mình có thể sử dụng những cái cây bắp cải này để mình hành tụi zombie được. Tại vì bắp cải của mình bây giờ cũng khá là trâu chó, nhưng mà chút nữa cũng phải xây boomerang lên thêm. À, tại nhưng mà bây giờ mình chờ, tại vì mấy cái cây nấm này nó cung cấp đồ mặt trời ít quá thôi. Ừ. Nhưng mà đúng là nó ra nhanh thiệt, à, nó ra nhanh thiệt. Hoa hồng thấy không? Mà thấy không? Mình nói gì? Đương nhiên là đó, mấy cái nấm to rồi đây. Nè, ra cái nấm to nè, 50 luôn nha, 50 luôn nha bạn, cái cây nấm to này 50 luôn. Được chưa hả? Ngon lành, tưởng gì. Mấy cái nấm to, trời to vãi đái chưa. Ô, nhìn dễ thương à. Ô, hồi nãy nhỏ xíu, bây giờ lên lớn rồi. Nó lại dễ quá rồi đó. Đây, mình cái xây cái gold tie này lên, nó sẽ có cái mà vàng ở dưới sân nè bạn. Vàng ở dưới sân này nó sẽ cung cấp cho mình một cái lượng mặt trời rất là lớn luôn á. À, rất là lớn, nhưng mà nó hơi tốn tiền chút xíu. Đầu tư 200 mặt trời để lấy lại mặt trời theo thời gian. Hy vọng là mình có thể sử dụng mấy cái này trong những cái dáng mà phải trường kỳ kháng chiến với tụi nó. Là mình sẽ sử dụng để mình xây ở hàng sau á. Hàng sau cùng là để cung cấp cái lượng mặt trời lớn. À, lượng mặt trời lớn để hàng trước gọi là sao tiền tuyến á. Mình xây được những cái loại cây nó phòng thủ nó cao hơn một chút. Để kháng chiến tụi zombie này. Ờ, chơi mà phải có lúc này lúc khác vậy chứ bạn, nó phải hay vậy, nó phải thích à, nó phải có chiến thuật à, ok. Hàng thứ tư này có vẻ đang quái đang sồ vô mạnh à, quái đang sồ vô mạnh, nhưng mà cây bắp không, cây bắp không làm mình thất vọng. Cây bắp nó trội toàn những cái cục bơ rất là to à, cục bơ rất là to, làm choáng thì thôi khỏi phải bàn ha, làm choáng thì khỏi phải bàn. Dáng này mình không có lấy hạt ốc chó, dáng này mình không có lấy hạt ốc chó. Cho nên là bây giờ mình đang hơi thọt cái lượng phòng thủ. Quái nó xồ vô manh nhanh quá à, quái nó xồ vô nhanh quá. Mẹ xồ vô đi, tao xây hết bằng mấy cây bắp cải luôn, tao quỷ diệt tụi mày luôn. Xồ vô đi em, xồ vô nữa đi. Đó, à, xồ vô đi, mình lỡ rồi mình quỷ diệt tụi nó luôn bạn à, quỷ diệt tụi nó luôn. Ghê chưa à, thấy mấy cây bắp cải nó quăng là chí giả chưa. Rớt là toàn rớt vô đầu, đâm rất mạnh nha bạn. Mấy cái bắp cải kia nha, cây bắp á thì mình chưa nâng cấp thôi, chứ cái bắp cải mình đã nâng cấp lên rồi. Mà hồi trước là 100 mặt trời đúng không, bây giờ là 200 mới có nha. 200 bạn mới sở hữu được một cây ba bắp cải nha. Tính ra bây giờ mình dùng mấy cái nấm một không tiền này để chịu đam cho hàng sau nó bắn. Ghê vô. Ôi bạn thấy không, giật lạ bay liên tục. Ồ, ghê chua, ghê chua, ôi à, mình xây lên thêm cái này để cung cấp mặt trời, nhưng mà bây giờ mặt trời mình dư rồi. No, tụi này đâu có, mấy cái màn này thì dễ thôi, mấy màn này dễ thôi. Chỉ có mấy màn super với lại mấy cái màn cuối của mấy cái cảnh á thì nó sẽ khó. Chứ còn mấy cái màn đầu tiên này thì khá là dễ. The Who Way luôn nha. Tăng một rau lớn luôn. Tưởng gì, ôi tưởng gì, rồi ôi không kịp lên trên luôn nha, không kịp lên trên luôn là nó chết rồi. Trời ơi, ok, đội xô cái gì bây giờ, đam bắp cải của mình rất là cao, con xô đó mà nó vỡ xô rất là nhanh à, nó vỡ xô rất là nhanh, chết luôn, chết hết luôn. Ôi ôi, mặt trời của mình bây giờ nhiều quá luôn rồi đó. Rồi tính ra là mặt trời của mình bây giờ nhiều lắm luôn rồi đó. Ôi không xài hết luôn các bạn. Mà mình vẫn mua thêm mấy cái kia. Mày chết nè. Ok, lấy được cái nấm sáng. Ok. Thôi mình xin chấm dứt video đây. Bạn thấy như đây là một like và đăng ký một channel mình. Cảm ơn mọi người.